giáo viên chủ nhiệm và đại diện lớp trực lên dâng hương tưởng niệm. Và các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, kính mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các học sinh ngồi xuống. Vâng, lời đầu tiên xin gửi đến quý vị đại biểu, quý phụ huynh học sinh cùng tất cả quý thầy cô, cán bộ công nhân viên nhà trường và toàn thể học sinh lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người một tuần làm việc thật hiệu quả, thành công và hạnh phúc. Và mở đầu chương trình lễ tuyên dương học sinh giỏi kỳ thi Olympic năm 2018, xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các em đến với một sáng tác của Từ Huy, bài hát Quê hương tuổi thơ tôi. Và bài hát này sẽ được thể hiện qua giọng ca của bạn Như Phụng. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Cho tôi tìm lại.
phần thể hiện của bạn Như Phụng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh yêu quý, cuộc thi Olympic tháng 4 là một cuộc thi học sinh giỏi dành cho học sinh khối 10 và 11 của các tỉnh phía Nam. Đây được coi là sân chơi trí tuệ được tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu để tạo nguồn xây dựng đội tuyển cho học sinh giỏi hàng năm. Đối với trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, sự có mặt của các em trong kỳ thi này đồng nghĩa với việc tham dự một sân chơi khá nhiều thử thách vì thành phần tham dự hầu hết là học sinh các trường chuyên. Trong kỳ thi Olympic tháng 4 được đăng cai bởi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, vượt qua 1.467 thí sinh đến từ 52 trường của 20 tỉnh thành phía Nam và hơn 1.000 thí sinh của 11 trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như gần 2.500 thí sinh đến từ 63 trường ở khu vực phía Nam. Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương đã xuất sắc mang về những thành tích đáng trân trọng. Nếu như năm 2017, Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương tham gia và đạt 13 huy chương, thì năm 2018, đội tuyển Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương xuất sắc đem về 24 huy chương, một thành tích đáng tự hào. Và để ghi nhận những kết quả đáng trân trọng ấy, hôm nay Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương long trọng tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic năm 2018. Đến dự lễ tuyên dương hôm nay, cho phép tôi được trân trọng kính giới thiệu sự có mặt của cô Võ Thị Mỹ Dung, trưởng ban đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh. Và đến dự lễ tuyên dương hôm nay cũng xin trân trọng kính giới thiệu sự có mặt của 24 phụ huynh của 24 em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi Olympic vừa qua. Xin nhiệt liệt chào đón. Về phía nhà trường, trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Nguyễn Viết Sự, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Trân trọng kính giới thiệu thầy Phạm Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Thầy Trương Bốn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Và cô Nguyễn Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Và lễ tuyên dương hôm nay không thể nhắc đến thành phần rất quan trọng, đó là toàn thể quý thầy cô, cán bộ, công nhân viên và tất cả học sinh buổi sáng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương xin nhiệt liệt đón chào. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, danh môn có câu: cách duy nhất để thành công trong bất cứ chuyện gì là tận sức, tận tâm. Vâng, với sự cố gắng nỗ lực hết mình, các em học sinh đã chinh phục được nhiều ngọn núi tri thức và cắm trên đỉnh núi cao ngọn cờ chiến thắng vinh quang của mình. Để cụ thể hơn về những thành tích mà các em đã đạt được, sau đây xin trân trọng kính mời thầy Phạm Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cũng là trưởng đoàn dẫn dắt đội tuyển Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương tham gia kỳ thi Olympic sẽ lên báo cáo kết quả của kỳ thi vừa qua. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa thầy Nguyễn Viết Sự, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục nhà trường cùng các em học sinh thân mến. Thực hiện văn bản số 3336 Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mời tham gia kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Và văn bản số 2429 Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận cử đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic. Quyết định số 27 QĐ ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương cử đoàn học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi Olympic phía Nam từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 năm 2018. Thay mặt cho đoàn, tôi xin báo cáo tại lễ biểu dương như sau. Về quy mô kỳ thi, tổng số tỉnh thành tham gia, trước hết ta sẽ nói rằng tất cả các tỉnh thành ở phía Nam từ Đà Nẵng trở vào và các tỉnh thành ở Nam Bộ, Tây Nguyên,
Nam Bộ. Mình nếu như tính cả toàn á, thì đã thi là 6.500 học sinh. Riêng đối với cái khu vực mà cái sân chơi cho các tỉnh thành về cái hệ thống trường phổ thông không chuyên là 52 trường trên tổng số 1.467 học sinh. Cũng có một cái điều là khác hơn so với năm ngoái, đó là người ta không có trọng chung cái đội tuyển của thành phố Hồ Chí Minh với các cái trường tỉnh bạn, mà ta chia làm hai bảng. Họ cử ba đoàn của thành phố Hồ Chí Minh mạnh nhất để tham gia với mình. Đây là cái đối tuyển không chuyên. Cho nên có hai bảng A, B thì ta nằm ở bảng B, mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử ba trường có đội tuyển mạnh nhất. Đối với trường trung học phổ thông Hùng Vương, được Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham gia với tư cách là một trong ba trường có thành tích tốt nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học. Ba trường thì với cái tư cách đó thì ta có cái vinh dự này. Về cái chuẩn bị, trước hết ta sẽ thấy rằng năm nay được sự quan tâm sâu sắc của đảng ủy, đặc biệt là cái sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Viết Sự, thì ta đã chuẩn bị ngay từ đầu, tức là vào năm học thì bắt đầu là đầu tháng 11 ta đã khởi động rồi. Thứ hai, đó là cái sự đồng thuận của các cái tổ chuyên môn và các cái thầy cô giáo trực tiếp tham gia bồi dưỡng. Và một cái thuận lợi nữa, qua nhiều năm tham gia thì trường ta có số học sinh đã có kinh nghiệm, có ý chí, biết cái cách mà giành huy chương. Theo tôi nói thêm đó đâu mà biết cách giành huy chương là như thế, có kinh nghiệm rồi. Và cái khó khăn thì thưa quý vị là tôi vừa học chính khóa, hoàn thành chương trình, vừa phải bồi dưỡng sáng học, chiều học, chiều học, sáng học. Chúng tôi lên cái lịch là cho các thầy cô vừa dạy trên trường, một số thầy cô đem về các cái gia đình để mà dạy thêm luôn. Nói như thế để các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo sẽ thông cảm cho cái đội ngũ bồi dưỡng của chúng tôi tâm huyết như thế nào. Cùng với một cái điều nữa, đó là trong năm học này cái đội tuyển toán của ta có một cái trục trặc nhỏ, đó là cái bồi dưỡng học sinh cái đội tuyển toán thì Nguyễn Đức Trần Đức Linh thì ở cuối cái năm âm lịch bệnh, cho nên thay vào đó chúng tôi đã điều thầy Nguyễn Đình Minh tổ toán thay cho đồng chí Đức Linh. Có thể đây cũng là một cái trục trặc không lớn, cũng nói thật với các thầy cô tổ toán trường chúng tôi rất mạnh, không có ngày nay chúng tôi cũng có cách điều thời khác cho có riêng ai cả, ai cũng làm được. Về biện pháp, đầu tháng 11 chúng tôi lập danh sách và chọn trên cơ sở là không 11 á, là những em có thành tích tốt nhất ở năm học trước và có giải. Và đối với không 10 chọn nhà học sinh có cái điểm tuyển vào trường trung học phổ thông Hùng Vương có cái điểm từ 48 trở lên và kiểm tra định kỳ có điểm từ 8 tới 10 thì chúng tôi lấy là nguồn. Sau đó chúng tôi tổ chức thi học sinh giỏi phòng trường. Cho nên cái đội tuyển của chúng tôi đi lần này là có cái điều là được tuyển chọn, được khen thưởng ngay tại trường phòng 1 rồi. Cho nên các em thấy rằng là các bạn mà tham gia đặt giải lần này, người ta đã có nhiều cái lần được biểu dương, rất là vinh dự. Như vậy thì ở cái kết quả là ta đã tuyển chọn được 27 em ở khối 11 và 31 em ở khối 10. Sau 2 tháng bồi dưỡng và đến cuối tháng 3, chúng tôi đã cho, bắt đầu từ 15 tháng 3 chúng tôi đã cho sát hạch lần cuối cùng lên gút danh sách đội tuyển. Và kết quả là khối 11 chúng tôi có 17, 18 em và khối 10 chúng tôi có 20 em tham gia đội tuyển. Có thể đây là những hạt nhân tinh túy nhất
mà chúng tôi có được. Thứ hai đó là cái kinh phí. Thì năm nào cũng thế, các bậc phụ huynh và các thầy cô, nó không nằm trong hệ thống quá của tỉnh, cho nên mọi cái vấn đề về tiền bạc đi ở các loại thì trường chúng tôi Phật tử điều tiết và tiết kiệm các khoản để mà ứng cho người ta. Cứ mỗi em đi là 300 ngàn, và các cái hợp đồng xe như thế ra vào. Và cái yêu cầu đó là cái việc đi lại ăn ở phải đảm bảo an toàn cho học sinh dự thi, và nhà trường cũng đã rút kinh nghiệm cho làm đi trước, cho nên chúng tôi đã hợp đồng 2 chiếc xe với trên 48 chỗ thì đảm bảo cho cái việc đưa đoàn đi rộng rãi thoải mái. Năm nay cũng có một cái điểm nữa, đó là chúng tôi đưa học sinh đi thi và cũng là cái dịp để cho các em tham quan trải nghiệm, và báo cáo với phụ huynh là cho các em đi tham quan Dinh Độc Lập vào cái bữa thi ngày 8. Vì kết quả vừa rồi tôi đã nói ra rồi, chúng ta cử 8 cái nhóm bộ môn, tất cả các cái nhóm bộ đều được đi dự thi, và kết quả là 7 cái tổ bộ môn là đạt kết quả có huy chương, mang huy chương về. Tổng số huy chương năm 2018 trường ta đạt là 24 huy chương trên 38 học sinh đi thi, chiếm hơn 63% cái tỷ lệ này. Cụ thể là 3 vàng, 10 bạc, 11 đồng. Huy chương vàng thuộc về các môn lý, hóa, sinh, một cái thành tích đáng tự hào. Và đặc biệt lần này nữa, đó là lần đầu tiên cũng muốn đi á, chúng ta cử 3 học sinh ở khu 10 thì ta lại có được 2 huy chương, 1 bạc, 1 đồng. Đây. Qua thống kê như sau, năm 2016 ta có 6 huy chương, 2 vàng, 1 bạc, 1 đồng. 2017 ta có 13 huy chương, trong đó có 3 vàng, 6 bạc, 4 bạc, 6 đồng. Qua cái con số thống kê ta thấy sau mỗi lần đi thì cái số huy chương ta được gấp đôi, 6, 13, 24. Như vậy thì các thầy cô và quý vị đại biểu sẽ thấy rằng cái thành tích này nó khẳng định được cái gì. Với thành tích này ta có thể khẳng định rằng cái gì, trường Hùng Vương là có cái đội ngũ học sinh có cái nguồn lực năng động, sáng tạo, có trí thức. Với đội ngũ giáo viên của trường chúng tôi có thể sáng sàng đảm nhận một cái nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, trường tôi có thể làm được. Đây là cái điều khẳng định chắc chắn. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh, năm nay chúng ta tuyên dương đường học sinh Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 diễn ra trong không khí toàn thể dân tộc hướng về cái ngày kỷ niệm 10 tháng 3 quốc tổ Hùng Vương, và không khí hào hùng của ngày toàn thể thống nhất đất nước 30 tháng 4. Với vai trò và vị trí của mình, thầy trò trường trung học phổ thông Hùng Vương xin thắp nắng hướng lòng kính dâng lên quốc tổ và đã có công khai quốc và thành kính nhân Bác Hồ và các đồng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do thống nhất đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc. Trong buổi trang trọng này, chúng tôi xin hứa nguyện không ngừng rèn luyện tu dưỡng trở thành những người vừa hồng vừa chuyên để khó phụ lòng các bậc tiền nhân. Các em học sinh thân mến, cuộc chơi nào cũng nên kết thúc. Sân chơi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại. Các em đã về trường, với lớp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Những em đạt huy chương sẽ hân hoan, vui sướng. Còn những em chưa đạt lần này cũng trải nghiệm, giao lưu bổ ích, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh cho những kỳ thi tiếp theo. Tự hào về kết quả đạt được ngày hôm nay, trước hết là nhờ sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của ban giám hiệu, trực tiếp thầy Nguyễn Phú Sợi hiệu trưởng nhà trường, là sự tận tình dạy dỗ của các thầy cô đã định hướng cho các em tiếp cận một cách khoa học hiện đại, cách dễ những cái bài tập hay và làm bài tập khoa học để các em tự bước vào sân chơi học thuật đầy trí tuệ này.
Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi con vào trường Hùng Vương trong nhiều năm qua và có những đóng góp thiết thực để có ngày hôm nay. Và những tấm huy chương đó đã góp phần xây dựng truyền thống giáo dục vẻ vang của nhà trường. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô trong hội đồng giáo dục sức khỏe, hạnh phúc. Kính chúc ban chấp hành hội phụ huynh dồi dào sức khỏe và những mạnh thường quân luôn đã đồng hành, ủng hộ các hoạt động của nhà trường, nhất là bác sĩ Dung, chủ tịch hội luôn theo dõi, sát cánh, ủng hộ, động viên thầy và trò chúng tôi trong những năm qua. Hẹn gặp lại các thầy cô, quý vị ở lần thi tiếp theo 2019. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần báo cáo của thầy Phạm Ngọc Tiến. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các em, để ghi nhận sự tham gia của học sinh của đội tuyển trong kỳ thi Olympic tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Sau đây xin mời 38 em trong đội tuyển chúng ta hãy tiến lên phía trước. Và xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Viết Sự, thầy Phạm Ngọc Tiến sẽ lên trao giấy chứng nhận và hoa cho các em tham gia kỳ thi vừa qua. Trân trọng. Đôi khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan chông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha, từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đừng đợi thương thầy cô cùng tất cả các em học sinh, thành công như hôm nay không thể không ghi nhận sự nhiệt tình tận tâm của quý thầy cô giáo, bên cạnh đó sự quan tâm chăm sóc ân cần chu đáo của các bậc phụ huynh cũng là điều vô cùng quan trọng. Tất cả đã góp phần để các em hái được những hoa quả ngọt ngào như hôm nay. Vì thế sau đây xin trân trọng kính mời quý thầy cô bồi dưỡng học sinh ở các bộ môn và các bậc phụ huynh của học sinh hãy tiến lên phía trước để đón nhận những tình cảm sự tri ân của nhà trường. Và xin trân trọng kính mời thầy chương 4 cô Nguyễn Thị Mến lên sẽ tặng hoa cho giáo viên cũng như các bậc phụ huynh. Trân trọng kính mời. Vâng, và xin trân trọng kính mời cô Võ Thị Mỹ Dung cùng lên tặng hoa cho các quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh. Xin mời quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh tiến lên phía trước ạ. Sẽ nên thông qua các quyết định khen thưởng cho giáo viên và học sinh. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, tôi xin đại diện cho ban giám hiệu thông qua một số quyết định về việc khen thưởng.
quyết định thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Trường Trung học Phổ thông Bình Thuận, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Bình Thuận, ngày 11 tháng 4 năm 2018, quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm học 2017-2018. Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương căn cứ quyết định số 3561 ngày 21 tháng 12-2001 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, căn cứ vào chi tế, quy chế, chi tiêu nội bộ của Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, quyết định điều 1, nay khen tặng cho học sinh đạt giải kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm học 2017-2018 có danh sách kèm theo. Điều 2, phần thưởng trị giá mỗi cá nhân là giải vàng 200.000 đồng, giải bạc 150.000 đồng, giải đồng 100.000 đồng, kinh phí trích từ nguồn quỹ khen thưởng của trường. Điều 3, tổ trưởng tổ hành chính và các em học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, hiệu trưởng Nguyễn Viết Sự đã ký. Sau đây có 24 em là đạt huy chương thì thầy đọc, đến em nào thì lên trên này để nhận phần thưởng của trường. Tức là đầu tiên thì các em đứng phía bên tay trái của thầy. Một, em Tô Thanh Phong, lớp 11A1, giải vàng môn vật lý. Hai, em Ngô Minh Phúc, lớp 10A1, huy chương vàng môn hóa. Ba, em Đỗ Thị Huế, lớp 11A3, huy chương vàng môn sinh. Bốn, em Tạ Lữ Thiên Hòa, lớp 10A1, huy chương bạc môn tiếng Anh. Năm, em Lê Xuân Trường Thịnh, lớp 10A1, huy chương bạc môn vật lý. Sáu, em Phạm Thị Ngân, lớp 11A1, huy chương bạc môn sinh. Bảy, em Nguyễn Thị Ngọc Giao, lớp 10A1, huy chương bạc môn sinh. Tám, em Nguyễn Thị Hà Linh, lớp 11A1, huy chương bạc môn toán. Chín, em Đinh Chí Thành, lớp 10A1, huy chương bạc môn toán. Mười, em Tịnh Thị Tiến Kim, lớp 10A2, huy chương bạc môn toán. 11, em Phạm Anh Duy, lớp 11A1, huy chương bạc môn hóa. 12, em Trần Thị Tuyết Nhi, lớp 10A2, huy chương bạc môn hóa. 13, em Lưu Nguyễn Ngọc Bích, lớp 10A1, huy chương bạc môn địa lý. 14, em Võ Chí Hoàng, lớp 11A1, huy chương đồng môn toán. 15, em Mai Tấn Di, lớp 11A2, huy chương đồng môn ngữ văn. 16, em Đinh Thị Quân, lớp 11A2, huy chương đồng môn hóa. 17, em Phạm Thị Thanh Trúc, lớp 11A3, huy chương đồng môn hóa. 18, em Trần Thị Thảo Trinh, lớp 12A2, huy chương đồng môn vật lý. 19, em Trần Hữu Trọng, lớp 11A1, huy chương đồng môn vật lý. 20, em Phạm Phúc Bình, lớp 10A1, huy chương đồng môn tiếng Anh. 21, em Lê Trần Khánh, lớp 11A1, huy chương đồng tiếng Anh. 22, em Nguyễn Thị Nhã Linh, lớp 10A2, huy chương đồng môn vật lý, môn địa lý.
23, em Bùi Thị Tiết Nhung, lớp 10A1, Quy Chân Đồng môn vật lý. 24, em Trần Nghệ Như, lớp 11A1, Quy Chân Đồng môn tiếng Anh. Mời 24 em. Sau đây, xin kính mời thầy Nguyễn Viết Sự, hiệu trưởng nhà trường, thầy Phạm Ngọc Tiến, phó hiệu trưởng nhà trường và cô Nguyễn Thị Mến, phó hiệu trưởng nhà trường lên cao phần tụng nói cho các em nắm được. Ngoài cái tiền thưởng của nhà trường thì cũng có tiền thưởng của phụ huynh và trung tâm đăng khoa đã tài trợ thì cho mỗi em là 300.000 đồng. Xin ở dưới chúng ta cho một tràng pháo tay nữa coi nè. Quyết định thứ hai, quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh năm học 2017-2018. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương căn cứ quyết định số 3561 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường trung học phổ thông Hùng Vương, quyết định điều 1, nay khen tặng cho học sinh đạt giải hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh năm học 2017-2018 gồm những em sau đây. 1, em Lương Chí Dũng, lớp 12A7, đạt huy chương vàng võ cổ truyền và huy chương bạc võ vô Việt Nam. 2, em Nguyễn Văn Lâm, lớp 11A9, đạt huy chương bạc võ cổ truyền. Điều 2, phần thưởng trị giá mỗi cá nhân huy chương bạc là 200.000, huy chương bạc là 150.000, kinh phí tích từ nguồn quỹ khen thưởng của trường. Điều 3, tổ trưởng tổ hành chính và các em học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, hiệu trưởng Nguyễn Viết Sự đã ký. Mời hai em lên trên này để nhận phần thưởng của nhà trường. Quyết định cuối cùng, quyết định về việc khen thưởng giáo viên dạy học sinh đạt giải Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương căn cứ quyết định số 3561 về việc thành lập trường trung học phổ thông Hùng Vương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường trung học phổ thông Hùng Vương, quyết định điều 1, nay khen tặng cho nhóm giáo viên dạy học sinh đạt giải Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm học 2017-2018 theo chi tiết sau đây. 1, tập thể dạy học sinh đạt giải vàng, tổ toán, tổ lý, tổ sinh. 2, tập thể dạy học sinh đạt giải bạc, tổ tiếng Anh, tổ hóa, tổ vật lý, tổ sinh, tổ toán, tổ ngữ văn. 3, tập thể dạy học sinh đạt giải đồng, tổ tiếng Anh, tổ hóa, tổ vật lý, tổ địa lý và tổ toán. Điều 2, phần thưởng giải vàng là 1.000.000 đồng trên một giải, giải bạc là 500.000 đồng trên một giải, giải đồng 300.000 đồng trên một giải, kinh phí trích từ nguồn quỹ khen thưởng của trường. Điều 3, tổ trưởng tổ hành chính và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, hiệu trưởng Nguyễn Viết Sự đăng ký. Sau đây, những đồng chí có tên trong danh sách tôi đọc lên trên này để nhận phần thưởng của trường. Ở tổ toán có thầy Nguyễn Văn Miền, thầy Nguyễn Đình Minh. Ở tổ vật lý
có cô Phạm Lưu Cẩm Ngọc, thầy Nguyễn Hữu Hiệp, thầy Phạm Tuấn Anh, thầy Phạm Đức Tuân. Ở tổ khóa có cô Trần Thị Trúc Linh, cô Hồ Thị Hồng Hạnh. Ở tổ sân có cô Hồ Thị Ngọc Nga, cô Chu Thị Trang Thanh. Ở tổ văn có thầy Nguyễn Tuấn Thanh, có cô Nguyễn Thị Huệ. Ở tổ anh có cô Nguyễn Thị Như Quỳnh, cô Trương Thị Anh Thư, thầy Nguyễn Văn Tĩnh, cô Quỳnh Thị Kim Cúc. Ở tổ địa có thầy Võ Thanh Danh. Xin cảm ơn thầy Trường Bốn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong không khí của những tháng ngày mùa hạ, phải không ạ? Mặc dù là cái nắng chói chang rực rỡ như thế, nhưng mà trong với những cái thành tích mà chúng ta đạt được thì dường như nó đã dịu nhẹ hẳn đi. Và liên tục chương trình xin mời tất cả quý thầy cô cùng đến với bài hát Nắng Mùa Hạ. Một tràng phát tay thật lớn qua để chào đón tiếng hát của bạn Kim Ánh đến từ lớp 12A16. Dân có làm em nhận thêm ngày à ha đến với nắng cho trái xuyên qua bầu trời để có chút vui chỉ đây trong tim thấy nhớ hồn nhiên quá. Có một tuần mới nhiều niềm vui, thành công trong công việc cũng như